Xin chào tất cả các bạn nhé. Ở trên Zalo các bạn dùng, các bạn cũng đã biết rồi, có một cái tính năng khá là hay, đó là các bạn có thể sao lưu lại những cái dữ liệu, những cái tài liệu của các bạn khi các bạn đổi máy, hoặc là các bạn đăng xuất, hoặc là các bạn thay máy mới, thì các bạn khi các bạn đăng nhập lại vẫn có thể sử dụng, hoặc là các bạn tải lại những cái tài liệu, những cái dữ liệu của các bạn ở trên Zalo, ví dụ như hình ảnh này hoặc là video vân vân. Và để có thể sao lưu được thì các bạn cần phải tạo cho cái bản sao lưu đó một cái mật khẩu. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo mật khẩu của bản sao lưu ở trên ứng dụng Zalo dành cho điện thoại nhé. Rồi, và ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể tạo mật khẩu cho bản sao lưu ở trên điện thoại iPhone cũng như là Android, các bạn có thể áp dụng chung nhé. Rồi bây giờ các bạn hãy vào cho mình cái giao diện Zalo. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình mục cá nhân này nhé. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn trên góc tay phải trên cùng có cái biểu tượng bánh răng cài đặt, các bạn chọn vào. Và ngay cái phần là mục cài đặt thứ tư, nó sẽ là phần sao lưu và khôi phục, các bạn sẽ chọn vào. Nếu như là đầu tiên bạn nào chưa tạo bản sao lưu ấy thì nó sẽ có giao hiện diện như thế này. Đây, sao lưu ngay. Đấy, sao lưu để không mất tin nhắn và ảnh khi đổi máy hoặc cài lại Zalo. Các bạn lưu ý cho mình nhé, rất là tiện lợi. Và bây giờ để mà sử dụng, các bạn sẽ chọn vào cho mình mục sao lưu ngay này. Rồi, trước tiên các bạn cần cho mình đặt cho mình một cái mật khẩu cho bản sao lưu đó, thì đấy chính là cái nội dung chính mà mình muốn giới thiệu. Các bạn có thể đặt mật khẩu tùy thích nhé. Đây này, mật khẩu từ 4 đến 16 ký tự đó, các bạn có thể nói chung là theo ý thích của các bạn. Bây giờ mình sẽ điền cái mật khẩu vào nhé, và các bạn sẽ xác nhận cho mình là 2 lần nhé. Sau khi các bạn điền mật khẩu xong thì các bạn sẽ chọn cho mình là tiếp tục ở đây nhé. Đấy, nó đang sao lưu các bạn nhé. Và các bạn lưu ý một chút là khi các bạn chọn sao lưu và có để sao lưu được cả ảnh thì các bạn cần phải liên kết với một cái tài khoản Google Drive. Đấy, thì các bạn sẽ đăng nhập trực tiếp cái tài khoản mà các bạn đang dùng ở trên máy của các bạn cũng được, hoặc là các bạn thêm một cái tài khoản bất kỳ các bạn chọn để các bạn có thể lưu được ảnh lưu trên Drive nhé. Nếu trường hợp các bạn không muốn lưu ảnh thì các bạn có thể bỏ qua, thì mỗi lần sao lưu thì các bạn sẽ không sao lưu được ảnh, chỉ sao lưu được tin nhắn thôi. Đó là cách để các bạn có thể lựa chọn một trong hai nhé. Rồi, khoảng tầm gần 1 phút thì nói chung là tùy theo cái phần ảnh dung lượng của các bạn, tài liệu của các bạn nhiều hay ít thì các bạn có thể đợi nhé. Đây này, nó báo là sao lưu tin nhắn và ảnh thành công. Đấy. Và tiếp theo ở phần mục dưới này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái mục là tự động sao lưu mỗi ngày. Nếu các bạn có thể tùy chọn nhé, để các bạn không cần phải vào thao tác thủ công thì các bạn có thể chọn lên. Thì ngày nào các bạn sử dụng thì nó sẽ tự động sao lưu nhé. Đấy, cái tính năng tự động sao lưu nó sẽ tự động sao lưu, các bạn không cần phải vào thao tác thủ công như vừa rồi. Rồi, mình lấy ví dụ như mình đang đăng nhập vào một cái tài khoản Zalo bằng một cái máy khác, ví dụ như mình cài lại Zalo chẳng hạn, hoặc là mình chuyển máy nhé, thì các bạn vẫn đăng nhập thông tin đăng nhập như bình thường. Sau đó thì các bạn sẽ chọn đăng nhập vào này. Đấy, ok. Và các bạn sẽ thấy có một cái phần là khôi phục tin nhắn và ảnh cũ. Đấy, thì sau khi các bạn cài lại Zalo và các bạn chuyển sang một cái máy khác thì các bạn cần phải sao lưu để có thể khôi phục lại những cái tin nhắn và ảnh cũ. Thì giống như cái bước mà mình hướng dẫn các bạn tạo mật khẩu bản sao lưu ấy, thì bây giờ các bạn sẽ thực hiện nhé. Và bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình là cái phần là khôi phục ở đây này. Rồi, và công việc các bạn cần phải chọn cái mật khẩu của bản sao lưu mà các bạn đã tạo trước đó ở trên cái máy cũ nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ nhập cái mật khẩu của các bạn vào. Rồi, các bạn sẽ chọn đúng cái mật khẩu của các bạn tạo ở trên cái phần tài khoản Zalo của các bạn khi các bạn chọn mật khẩu sao lưu nhé. Và các bạn chọn tiếp tục này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó yêu cầu đăng nhập tài khoản Google Drive để các bạn có thể khôi phục ảnh. Thì các bạn chọn cho mình là đăng nhập này. Đấy, cho phép này. Ok, các bạn chờ nó xử lý nhé. Đấy, cho phép này. Vậy là đã thành công rồi nhé. Các bạn nhìn này, đang khôi phục này. Đấy. Đấy, khôi phục tin nhắn và ảnh thành công ở trên đây này. Ok chưa? Vậy là mình cũng vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách để các bạn có thể khôi phục tin nhắn và ảnh, cũng như là tạo cái mật khẩu sao lưu của bản sao lưu ở trên Zalo. Các bạn có thể thực hiện. Chúc các bạn thành công nhé. Đó là toàn bộ các bước để các bạn có thể thực hiện
tạo một cái mật khẩu cho bạn giao lưu ở trên Zalo, trên điện thoại nhé. Và các bạn không thực hiện được bước nào hoặc là có gặp vấn đề ở bước nào thì các bạn hãy comment xuống phía dưới, mình sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy hay nhớ like video và chia sẻ video, đăng ký kênh của mình thêm nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.